Before after. Nếu mà đối với da nào mà cái mặt mà hơi xanh thì chúng ta sử dụng nếu như mà nó hơi đỏ thì chúng ta sử dụng xanh. Mình thấy chắc là thì cái này là mình kinh nghiệm thôi chứ ở ngoài cái gì không cũng không có sử dụng cái này. Rồi sau khi mà chúng ta đã xong cái mẫu kế hoạch sắp số thành và sau này những bộ mắt bên này so với mắt bên này các bạn sẽ thấy sáng hơn đúng không nào? Rồi chúng ta sẽ tới cái phần nhân nợ của mình. Thì mình muốn hỏi các bạn sẽ mua sản phẩm phù hợp với da mình đúng không? Mình không thể là mình mua nhiều quá. Alo. Cách nào để các bạn chọn cái nợ phù hợp? Alo ai vậy? Là những cái vùng mà kem nền của chúng ta hay bị đọng